Đào Ngọc Hùng bạn ấy có hỏi thầy là điều kiện để thi Bách Khoa là điều kiện là trên là 6 học kỳ rồi trên 20 thì dễ mà em, cái đấy thì gần như là điều kiện cần luôn. Ai mà chả cần, ai thực ra ai đã thi Bách Khoa thì 6 kỳ đều chả trên 20, đúng không? Thế bắt đầu thầy trả lời câu hỏi của em nhé. Trước khi mà thầy trả lời câu hỏi của em thì thầy hướng dẫn các em cái cách viết hồ sơ này. Nghe kỹ này, nghe kỹ cách viết hồ sơ nhá. Xong rồi tí nữa này thầy sẽ trả lời chúng ta về các cái ngành các nghề nhá. Cách viết hồ sơ các em chú ý cho thầy nhá. Với cái việc mà xét theo cái kiểu của bộ mấy năm trở lại gần đây thì rất nhiều bạn bị lỡ dở mất với cái tương lai của mình do không chọn được những cái ngành nghề mà mình yêu thích hoặc là mình ước mơ. Thì với cái cách mà xét tuyển của bộ ấy, các em chỉ chú ý này là các em ghi tất cả các nguyện vọng của em vào thì bộ sẽ lần lượt rà bằng phần mềm để chạm được đến đúng cái điểm của em cho vừa vào khoa nào thì sẽ chọn khoa đấy là nguyện vọng 1. Có nghĩa nhá, giả sử như một bạn mà đăng ký Đại học Y Hà Nội với Đại học Y Thái Bình, được chưa? Thế thì Đại học Y Hà Nội thì lấy 27 điểm và Đại học Y Thái Bình thì lấy 23 điểm. Bạn ấy xếp Đại học Y Hà Nội ở trên, Đại học Y Thái Bình ở dưới. Thì nếu mà bạn ấy mà thi được 24 điểm thì bạn ấy vẫn đỗ Y Thái Bình ở nguyện vọng 1. Được chưa? Em hiểu không? Thế còn với một bạn mà thi được 28 điểm nhưng bạn lại xếp Đại học Y Thái Bình ở bên trên, Đại học Y Hà Nội bên dưới thì bạn ấy vẫn đỗ, là bạn ấy chỉ được đỗ Y Thái Bình thôi nhá. Bạn ấy không được đỗ Y Hà Nội nữa. Các em hiểu không nhỉ? Các em hiểu ý thầy không? Chính vì vậy nên là chiến thuật để các em viết hồ sơ chọn ngành chọn nghề, nghe kỹ này thầy bảo này, là sắp xếp các, đầu tiên là chọn ngành nhá, chọn nghề này, chọn ngành này, sau đó là sắp xếp cho thầy các cái ngành của các em theo cái điểm chuẩn là từ cao xuống thấp, từ cao xuống thấp, là các em dựa vào điểm chuẩn của kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 trước, sau đó là dựa vào điểm chuẩn của kỳ thi quốc gia Trung học phổ thông quốc gia năm 2017, được chưa? Những cái ngành nào mà điểm mà nó bằng nhau ấy, những cái ngành nào mà điểm bằng nhau thì em xếp cạnh nhau. Ví dụ nhé, ví dụ này, kế toán của kinh tế quốc dân và kế toán của ngoại thương giả sử như năm ngoái là bằng nhau, giả sử như là bằng nhau thì bọn em phải xếp cho nó sát cạnh nhau để làm gì? Thế nhưng mà dĩ nhiên là chúng ta biết được là ai ước mơ vào ngoại thương hơn kinh tế quốc dân rồi, thế nên là kinh tế quốc dân là ngoại thương ta sẽ xếp trên và ngoại thương mình sẽ xếp dưới, mặc dù là điểm chuẩn của nó bằng nhau nhưng mà mình sẽ xếp những cái trường nào đó mà mình mong muốn vào được nhiều hơn thì vào ở bên trên. Ok, hơi lag à, nhiều bạn đang comment đấy. Đấy là thầy hướng dẫn cho em về cách viết hồ sơ nhá, nhớ chưa? Nhớ viết hồ sơ này là thả cho thầy tất cả các khoảng điểm từ trên xuống dưới, được chưa? Ví dụ ngành kỹ thuật thì đầu tiên là Bách Khoa, đúng không? Xong từ từ xuống xuống dưới. Đấy, đấy là chiến thuật mà viết hồ sơ để không bị chết phát nào, được chưa? Đấy, bây giờ thầy sẽ đi trả lời câu hỏi của các em. Vừa nãy thầy nhìn có một bạn hỏi về hồ sơ, thì bây giờ thầy bạn Biên bạn hỏi là nếu mà mình trượt nguyện vọng 1 thì nguyện vọng 2 tự động đẩy được nguyện vọng 1. Chính xác, chính xác luôn. Có nghĩa như này nhá, em được 19 điểm mà nguyện vọng 1 của em lấy 21 điểm thì tự động cái thằng xếp thứ hai của em sẽ được đẩy lên nguyện vọng 1. Đấy, lưu ý nha, được chưa? Thế còn bây giờ này thầy bảo các em là các em cũng đừng có đi tìm quá nhiều về các cái ngành với các cái trường mà mình nhức đầu làm gì cả. Bởi vì các em còn một đợt nữa để thay đổi về nguyện vọng cũng như là thay đổi về hồ sơ. Đấy là đợt mà sau khi các em thi xong rồi. Mà khi mà em thi xong rồi là em đã biết được điểm rồi. Khi em biết được điểm rồi thì em biết được tầm của em là được vào cái trường nào rồi, được chưa? Và khi em biết được là tầm của mình vào được trường nào rồi thì lúc đấy hoặc là em không thích ngành này hoặc em ghét ngành này, em có quyền được đăng ký thêm hồ sơ, em có quyền được rút hồ sơ đi, được chưa? Thì các em lưu ý nhá. Đấy là cái chiêu thức để mà viết hồ sơ. Thế bây giờ thầy sẽ đi trả lời về các cái ngành, các cái nghề từ bên trên xuống cho các em. Nguyễn Minh Anh, thầy mới cắt tóc không? Thầy vẫn đang để yên tóc. Cái gì nhỉ? Huy KK chuẩn quản trị kinh doanh. Quản trị kinh doanh thì như là thầy nhớ là có ngoại thương là cao nhất này, xong đến kinh tế quốc dân. Xong ngoại thương, kinh tế quốc dân thì nghĩ là em sẽ nộp vào một cái trường trung bình như là trường thương mại, học viện tài chính hoặc học viện ngân hàng là hay nhất. Quách Hưng, em bị học sinh trung bình lớp 10 thì thi Bách Khoa chắc là vẫn được em ạ, chẳng sao cả. Thu Vân, học khối A0 thích nhóm ngành kinh tế thì nên học gì vậy thầy? Các em ơi, các bạn mà học khối A0 có nghĩa là toán lý hóa nhá, nghe kỹ thầy bảo này, đấy cũng chính là một trong số những các bạn mà hay học thầy đấy. Thì nhóm ngành kinh tế thì học trường nào thì em cứ đăng ký cho thầy, đầu tiên là ngoại thương này, xong đến kinh tế quốc dân này, được chưa? Xong đến thương mại này, xong đến học viện tài chính, xong đến học viện ngân hàng này, thầy cứ phủ cho thầy tất cả các khoa trong đấy. Và thầy nhớ không nhầm, không nhầm mình như là kinh tế quốc dân là có cái khoa thì lấy điểm thấp lắm, nhưng mà nó vẫn là kinh tế quốc dân nhá. Đấy là kinh tế nông nghiệp, năm ngoái thầy dò điểm khá là thấp, rất là ổn. Làm sao để không thất nghiệp? Thế thì chỉ có là chăm chỉ học thầy và đi làm thêm thật nhiều.
Bạn công danh, nếu em đặt hồ sơ vào một trường mà ghi là nguyện vọng 2 nhưng nó xét nguyện vọng 1 thì em có đổi nguyện vọng được không? Thì đến cái lúc mà em biết điểm xong, công danh nhất, khi mà em biết điểm xong thì em được quyền rút lại cái nguyện vọng đó, em thay một nguyện vọng mới, không có vấn đề gì cả, em làm được. Bạn Nguyễn Quỳnh Hương, ok, cảm ơn Hương. Bạn nào gặp cản trở, thank you Hương. Thầy nghĩ thế nào về tự động hóa Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội? À, thầy biết rồi. Chào Tú, Tú HT. Tự động hóa Đại học Công nghệ trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội, như là năm nay là nhóm ngành mới mở, khoa này khoa mới mở đầu tiên về kỹ thuật của Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia. Thì thầy nghĩ rằng là Đại học Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia là một trong số những trường đầu ngành xếp song song, chỉ thua Bách Khoa một tí xíu thôi về chất lượng học sinh cũng như là chất lượng các giáo sư. Nhưng mà các em nên nhớ rằng đây là ngành tự động hóa. Ngành tự động hóa thì cần các kỹ sư giảng dạy. Thầy cũng chưa biết là bên này dạy như nào, nhưng mà năm nay mới mở thì có một cái chút gì đó thì hơi đáng lo ngại. Thầy hơi đáng lo ngại thôi, là về chất lượng của giảng viên và về chất lượng của các bài giảng. Đấy, thì thầy hơi đáng lo ngại thôi. Thì thầy vẫn ưu tiên Bách Khoa hơn, bởi vì Bách Khoa nó có truyền thống, cái gì nó lâu lâu truyền thống thì thường hay là vui. Thầy, bạn đậu đại học, thầy ơi cho em hỏi ngành kinh doanh thương mại. Kinh doanh thương mại đậu đại học cứ rải cho thầy. Đậu đại học là bạn mà đang học khóa livestream chủ đề của thầy đúng không? Là em cứ rải cho thầy từ ngoại thương đến kinh tế quốc dân, rồi đến thương mại, rồi đến lao động xã hội, rồi đến học viện tài chính, rồi đến học viện ngân hàng cho thầy. Tất cả nguyện vọng. Bạn đây vừa nãy có bạn Lê Hiển, bạn hỏi là bạn thầy ơi biết nguyện vọng rồi thì có. Từ từ. Để thầy trả lời tiếp đấy nha. Bạn Trương Thị Mỹ Phương, học nghề giờ dễ việc hơn đại học không? Thầy học nghề thì em đi làm công nhân thì chắc chắn là dễ việc hơn rồi, bởi vì công nhân lúc nào cũng cần nhiều, cần cực kỳ đông. Bạn Vân Diệp, đầu là ngoại thương đến nêu, đúng rồi, chính xác. Bạn Biên, nếu mình trượt nguyện vọng 1 thì nguyện vọng 2 tự động đẩy lên, chính xác. Nêu thầy ạ, ok. Nguyễn Xuân Trường, nêu thì ổn rồi, nêu gần ngay cơ sở 66 Trần Đại Nghĩa của thầy. Quân y cho mấy nguyện vọng ạ? Quân y thì như thầy nhớ rằng là học viện quân y thì yêu cầu là cái nguyện vọng của em phải là nguyện vọng 1, kể cả y Hà Nội cũng vậy, Đại học Dược Hà Nội cũng vậy, cũng yêu cầu là nguyện vọng của em phải là nguyện vọng 1 thì mới được, người ta mới chỉ xét nguyện vọng 1 thôi. Bạn Đậu Đại học cho em hỏi kinh doanh thương mại, như thầy nói rồi, vừa nãy thầy trả lời rồi. Nguyện vọng 1 là nêu, ok. Trang Lương, Nguyễn Khánh Linh vô mà, ok. Bạn Tạ Bình An cho em hỏi là lần đăng ký thứ hai thì có được thêm hay bớt nguyện vọng không? Đây này, Tạ Bình An hỏi này, câu hỏi này rất cực kỳ hot này. Lần đăng ký thứ hai thì có được thêm hay bớt nguyện vọng không? Thầy trả lời là có, nhưng em chỉ được thêm bớt nguyện vọng bằng tờ giấy phiếu đăng ký dự thi, tờ giấy thêm bớt nguyện vọng được nộp ở chính trường trung học phổ thông của em. Cái này rất ít bạn biết. Đa số các bạn chỉ biết được rằng là thêm một bớt nguyện vọng ở trên máy tính. Nhưng mà sau khi thi xong chúng ta còn một cách khác là thêm bớt nguyện vọng bằng giấy. Như vậy thì nó mới tốt. Được chưa? Đúng rồi, bạn Trường bảo này, thầy ơi khi nào biết điểm được đổi một lần nữa, chính xác. Đấy, bạn Trường năm ngoái là bạn 2000, bạn năm ngoái bạn thi. Nên là các em nhớ tin anh đấy nha. Bạn anh Trường này năm ngoái là đỗ được Y Thái Bình, nhưng mà năm nay anh lại không thích là bác sĩ, anh lại thích đi làm kinh doanh kinh tế. Nên anh bảo là đấy, đây này, các em nhìn này, thầy ơi khi nào biết điểm được đổi một lần nữa. Đúng, chính xác luôn. Hồng Ngật, quân y chỉ một nguyện vọng là nguyện vọng 1, chính xác rồi. Quân y là chỉ cho một nguyện vọng thôi, là nguyện vọng 1 là thì mới được. Thầy cho hỏi kinh doanh thương mại, thầy vừa trả lời đậu đại học rồi, đại học. Em cứ sắp xếp cho thầy là từ đầu là ngoại thương, xong kinh tế quốc dân, xong thương mại. Được chưa? Em cứ xếp từ trên xuống dưới cho thầy. Các em chú ý là cái mà đăng ký ngành nhé. Ví dụ này, những cái trường mà thiên về khoa học, ví dụ như Bách Khoa thì mình không nên học kinh tế ở bên trong những trường thiên về khoa học như vậy. Được chưa? Còn những cái trường mà thiên về kinh tế thì các em lại cũng đừng nên đăng ký những cái khối ngành thương mại của nó. Dù sư phạm thì không nên đăng ký kinh tế, Bách Khoa cũng không nên đăng ký kinh tế. Kinh tế thì lại càng không nên đăng ký kỹ thuật. Các em hiểu chưa? Ví dụ Đại học Công nghiệp là chuyên về kỹ thuật rồi thì em không nên đăng ký cái ngành kinh tế của nó cả. Ok, các em hiểu như thế không nhỉ? Từ từ để thầy trả lời tiếp. Bạn Leon, kỹ thuật thì nên chọn trường nào? Kỹ thuật thì chắc chắn ưu tiên đầu tiên của thầy là Đại học Bách Khoa. Ưu tiên đầu tiên của thầy là Đại học Bách Khoa. Sau đó rồi đến Đại học Công nghệ trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội. Và thứ ba thì đến Đại học Công nghiệp. Lý do tại sao thầy lại chọn là Đại học Công nghiệp xếp thứ ba, tại vì Đại học Công nghiệp thì nó gần một cái khu gọi là khu công nghệ công nghiệp Bắc Thăng Long, thì những bạn học Đại học Công nghiệp thì rất dễ được đi thực hành ở các cái khu công nghiệp. Vậy như em biết thì là cái ngành kỹ thuật là phải thực hành nhiều, được chưa? Thế thì thầy vẫn ưu tiên là Bách Khoa này, Đại học Công nghệ với lại Đại học Công nghiệp. Các em lưu ý nhá. Các em chú ý là một số trường mà từ cao đẳng mới đẩy lên đại học thì các em cần lưu ý là để nó xếp cuối cùng thôi. Ví dụ như Đại học Tài nguyên và Môi trường thì nó là trường cao đẳng mới lên đại học. Trường Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải, chú ý nhé, Công nghệ Giao thông Vận tải chứ không phải là Giao thông Vận tải. Giao thông Vận tải thì đã đọc từ lâu rồi, nhưng mà Công nghệ Giao thông Vận tải thì là nó mới tuy từ cái thời của thầy nó vẫn là cao đẳng, xong nó mới lên đại học bây giờ.
thì các em nên chú ý là những cái trường đấy để xếp ở phía dưới để mình tránh bị thiệt thòi về mặt bằng cấp, được chưa? À, bạn Trương Minh Anh có giới hạn số nguyện vọng. Em ơi, giới hạn thầy nhớ là năm ngoái thì có xui mấy đứa 2000 ấy, dòng con ấy, là nó đăng ký full 20 nguyện vọng, mấy đứa còn khôn khôn còn lấy cái kẻ lấy thước kẻ thêm 3 dòng nữa, vậy nó được full 23 nguyện vọng. Các em cứ đăng ký cho thầy full 23 nguyện vọng nhé, tìm nặn đủ mọi kiểu đăng ký cho thầy 23 nguyện vọng. À, bạn Quách Hưng, em bị trung bình lớp 10, thầy cũng không rõ nhưng mà chắc là vẫn thi được em ạ. Em cứ nộp hồ sơ vẫn thi bình thường. À, có trường yêu cầu nguyện vọng 1, đúng rồi, chính xác. Một số trường, ví dụ những trường đầu ngành, ví dụ trường Đại học Y Hà Nội với Đại học học Y, thường Đại học Y Học viện Quân Y với là các trường quân đội, nó yêu cầu em phải là nguyện vọng 1. Đấy. À, bạn Quỳnh Hương, thầy thấy Đại học Ngoại ngữ tin học ngành Hàn Quốc học ổn không? Kêu né trường đấy ra. Em định nghe mọi người nói. À, thầy đang không hiểu rằng là bạn Quỳnh Hương đang hỏi là đọc ngoại ngữ tin học ngành Hàn Quốc là đang định học là trường nào, bởi vì nó có là trường đại học ngoại ngữ trực thuộc Đại học Quốc gia, nó có đại học ngoại ngữ hay là còn được gọi là bây giờ là được gọi là Đại học Hà Nội, nó còn rất rất nhiều, nên không hiểu là em định học trường nào. Anh Ngọc, thầy ơi, em học lực học khá mà muốn chọn quản trị kinh doanh, thế thì anh Ngọc chọn cho thầy đăng ký thẳng cánh cho thầy Đại học Thương mại nhé. Đại học Thương mại dạo này rất là nhiều học sinh của thầy và review học khá là ổn, và lực học khá thì em có thể vào Đại học Thương mại, Học viện Tài chính, Học viện Ngân hàng, được chưa? Bạn Phan Hoài Nam, Logistics quá tốt. Logistics là một trong số những ngành là quản lý cung ứng chuỗi, đấy, chuỗi sản phẩm, chuỗi khách hàng, vân vân vân, và bây giờ nó đang rất hot, như các em nhìn thấy có rất nhiều chuỗi. Và các em nên chú ý đến một số cái ngành mới đã mở ra, ví dụ như marketing online, ví dụ như là logistics. Marketing online thì thầy biết rằng là trường Đại học Thương mại có thâm niên đào tạo rất khá là lâu rồi, từ cách đây 12 năm. Thì các em phải đăng ký marketing online của NEO, của Kinh tế Quốc dân này, của Đại học Thương mại này, vân vân. Logistics thì quá tốt, logistics thì hình như là Bách Khoa có đấy. Các em chú ý nhé, logistics của Bách Khoa cũng là một cái ngành khá là ổn. Đậu đại học, thầy cho em hỏi kinh doanh thương mại. Ôi, đậu đại học ơi, kinh doanh thương mại thầy nói đi nói lại rồi em ơi, em tua lại cái livestream này nhá. Các em giúp thầy share lại video livestream về tường, xong rồi tag các bạn các em vào trong video livestream này nhá, để cho các bạn biết là thầy đang live tư vấn tuyển sinh cho các bạn và các em. Nguyễn Tú, con gái thi an ninh chắc chắn khó em ạ. Thầy nhớ rằng là thầy có một chị, một bà chị khá là thân, chị thi an ninh thì ngày xưa chị thi được 29 điểm mới đỗ an ninh. Năm 2017 để đỗ an ninh thì như phải được 31 điểm. Cực kỳ khó, con gái thì cực kỳ, thi an ninh cực kỳ khó luôn. Phối hợp, nếu thi y đa khoa có phải học sinh giỏi? Đúng không thầy? Hiện tại thì như thầy đọc công văn của bộ thì y đa khoa thì yêu cầu học lực của em phải là học lực giỏi của năm lớp 12. Lớp 12 thôi. Công nghệ sinh học có cơ hội việc làm cao, công nghệ sinh học cơ hội việc làm cực kỳ cao, hướng Nguyễn ạ. Cực kỳ cao về công nghệ sinh học. Công nghệ sinh học thì em có thể làm rất rất nhiều ngành. Ví dụ như là em quản lý, em test đồ, em kiểm đồ, em có thể là xây dựng đồ, xây dựng list đồ ăn cho các nhà hàng, cho các công ty về thực phẩm. Đấy, em có thể quản lý để tồn dư chất lượng bảo quản thực phẩm ở bên trong các chuỗi như Vinmart, đấy, Lotte, đấy, Bixi, bây giờ rất rất cần rất nhiều nhá. Bạn Hoàng Trung Quang, công nghệ thông tin nên xếp nguyện vọng như thế nào? Thầy không hiểu bạn Hoàng Trung Quang đang hỏi gì em nhỉ? Em hỏi lại nhá. Vũ Tiến, học quản trị kinh doanh mai kia làm gì? Học quản trị kinh doanh thì sau này em đi làm quản lý. Thường là như vậy, nhưng mà thường thì những người làm quản trị kinh doanh thì thường người ta sẽ đi ra kinh doanh làm riêng. Thầy nhìn thấy ít người mà thấy chơi cùng học quản trị kinh doanh là đi làm trong nhà nước lắm. Thường học quản trị kinh doanh thì ra mở shop này, xong rồi là học quản trị kinh doanh thì có thể là kinh doanh một mặt hàng nào đó riêng. Nhưng mà nếu mà không thì em có thể là làm quản lý cho các cái nhà hàng, cho các cái công ty, được chưa? Thì đấy là quản trị kinh doanh. Rồi, đó bạn Vũ Thị Mạnh, ngành dược học nó có những trường nào? Chào Vũ Thị Mạnh. Ngành dược học thì chắc là thầy ưu tiên đầu tiên đó là Đại học Dược Hà Nội. Thứ hai là đến dược của Đại học Y Hà Nội cũng có, và dược của Đại học Y Thái Bình cũng có. Thầy nghĩ là thầy thích của ba trường đấy. Nhưng mà nếu mà em muốn xuống tầm thấp hơn thì vẫn có thể là dược của Đại học Thái Nguyên, Đại học Y Thái Nguyên ấy, và dược của Đại học Y Hải Phòng. Đó cũng là một số cái sự lựa chọn khá là ổn dành cho em. Logistics thì cực kỳ tốt luôn, nó là một ngành mới mở, và những cái ngành mới mở thì thường điểm đầu vào nó sẽ thấp và cơ hội việc làm sẽ cao, bởi vì là rất ít người đã ra trước cái ngành đấy, các em lưu ý nhé. Marketing thì nên học trường nào thầy? Marketing thì nên học trường đời của Hoàng Nga nhé. Marketing thì nên tự học, nhưng mà thực ra thì nếu mà để mà học được những cái bằng mà ổn ổn thì marketing em nên học của NEO Đại học Ngoại thương và NEO Đại học Kinh tế Quốc dân,
và đại học thương mại thì nghĩ rằng là với đại học kinh tế quốc dân thì là nó sẽ chiếm mức điểm cao, còn đại học thương mại thì nó sẽ chiếm mức điểm trung bình khá. Nguyễn Hiền Lương, FTU hơn nêu à? Dĩ nhiên em, ngoại thương lúc này trở nên nêu, trừ một số cái ngành mà cơ bản của nêu nhá, ví dụ như là kế toán thì là nêu thì lại ổn hơn kinh tế quốc dân, nêu thì lại ổn hơn ngoại thương, bởi vì là kinh tế quốc dân là cái trường mà truyền thống đào tế đào tạo về kế toán gọi là đứng top 1 của đất nước rồi. Trương Minh Anh, em muốn học y nhưng học lực chỉ loại khá yếu với môn xã hội. Trương Minh Anh thì thầy không hiểu, học y thì người ta thi văn B chứ em, thi văn B là toán hóa sinh, nhưng mà sao lại liên quan đến khá yếu với môn xã hội thì thầy không hiểu em. Công danh em A không, thích kỹ thuật ô tô thì em nên chọn trường nào? Đại công danh ơi, thầy có một lời khuyên cho em, thích kỹ thuật ô tô thì em nên chọn bách khoa nhá. Bách khoa là ưu tiên đầu tiên và thứ hai là đại học công nghiệp. Còn nếu mà em học bách khoa mà ổn, em có thể vào trong VinFast là Lý Đức, ngành điện tử viễn thông. Điện tử viễn thông quá ổn, cực kỳ ổn luôn em ạ. Không có vấn đề gì lơ ngơ về ngành này cả, bởi vì ngành này đang hot mà. Em nhìn thấy ai cũng phải dùng một cái điện thoại, ít nhất là một cái, thường là hai cái đúng không? Đấy, công nghệ viễn thông, nhất là chúng ta có cái tập đoàn Viettel đang khá là lớn mạnh. Bạn Tạ Đông, kỹ thuật thực phẩm sau này cực kỳ nhiều cơ hội. Nhưng mà nếu mà để mà chọn kỹ thuật thực phẩm thì thầy khuyên em nên chọn công nghệ sinh học hoặc công nghệ thực phẩm thì hay hơn. Bởi vì công nghệ sinh học thì nó phủ rộng hơn là công nghệ thực phẩm hay là kỹ thuật thực phẩm nhá. Học kỹ thuật điện tử nên chọn trường công nghiệp hay trường giao thông vận tải? Kỹ thuật điện tử thầy nghĩ rằng nên chọn trường công nghiệp hơn. Thầy nghĩ nên còn chọn trường công nghiệp hơn, bởi vì dạo này trường công nghiệp rất là lên tay trong việc mà đào tạo học sinh sinh viên, bởi vì thực hành nhiều. Còn đại học giao thông vận tải thì thầy không biết nhiều, thầy cũng có một số bạn học ở trong trường đấy, nhưng mà dạo này đại học giao thông vận tải đang xuống giá. Công nghệ thông tin thì ưu tiên đầu tiên là bách khoa rồi, nhì thì đến đại học công nghệ trực thuộc đại học quốc gia, ba thì đến học viện bưu chính viễn thông. Nên học luật chung hay học luật kinh tế? Thầy nghĩ là nên học luật kinh tế Thu Nga nhá. Thu Nga, bởi vì là luật kinh tế thì ở đất nước của chúng ta, đáng nhẽ như các đất nước khác thì là nên học luật, nhưng mà ở đất nước chúng ta thì luật chúng ta thì thường hay chỉ sử dụng cái luật kinh tế thôi, còn là các luật khác người ta sử dụng các cái luật luật mối quan hệ em ạ. Là Nguyễn, không phải là thầy thích FTU hơn đâu, mà từ xưa rồi ngoại thương vẫn hơn kinh tế quốc dân em ạ. Công nghệ thông tin, Hương Phạm ơi, công nghệ thông tin thì chúng ta thi trường đại học bách khoa, đại học công nghệ trực thuộc đại học quốc gia, đại học học viện bưu chính viễn thông. Nếu mà xuống một chút nữa thì em có thể xuống đại học công nghiệp và đại học giao thông vận tải. Đăng ký nguyện vọng ở hồ sơ thi trung học phổ thông là có cần đăng ký hồ sơ đại học nữa không? Đến lúc mà sau khi mà em biết được là em đỗ hay không thì lúc đấy em mới đăng ký hồ sơ đại học nhé. Cái này thì còn xa lắm, đến cái lúc đó thì thầy sẽ live stream để hướng dẫn các em. Công nghệ thông tin thì nên thi trường nào thì vừa nói là đạt nhé. Quản trị khách sạn thì nên học trường nào thì nên học về, thầy biết có một đứa em của thầy đang học quản trị khách sạn về nêu, nhưng mà như thực hành hơi ít, thầy cũng không biết nhiều về quản trị khách sạn đâu. Nhưng mà quản trị khách sạn thì em nên học ngoại thương, thầy nghĩ vậy, bởi vì khách sạn thì thường là khách nước ngoài đến thì thầy nghĩ là nên học ngoại thương là cao là tốt nhất, sau đó đến kinh tế quốc dân rồi đến thương mại. Chào Ngọc Bích Vũ, hello Ngọc Bích Vũ, có gì thì chia sẻ cho các em giúp thầy nhé. Công nghệ thông tin thì phải trả lời được Thuận Văn Châu. Thầy ơi, ngành Financial Technology đang tạo ra nhiều tỷ phú. Ui thầy, cái này thì chịu, thầy không ước mơ làm tỷ phú đúng không, bởi vì như các em biết là để làm tỷ phú còn phải hội tụ đầy đủ rất nhiều cái vấn đề, ví dụ sự may mắn, sự thành công hay lại còn là cơ hội nữa. Trúc Thanh, nếu điểm chuẩn 20 điểm thì nên trừ hao bao nhiêu so với điểm mình thi để tỷ lệ trường là 100%? Trúc Thanh ơi, năm ngoái là điểm chuẩn 20 điểm, thế thì năm nay mà em mà thi được thì năm nay thì điểm chuẩn nó sẽ tăng lên 1, em cứ cộng thêm 1 điểm cho an toàn. Nhưng yên tâm, em thi xong em biết điểm rồi mà. Thầy em hỏi công nghệ giáo dục của bách khoa, thầy cũng chưa nghe là bách khoa có khoa công nghệ giáo dục, nên là xin lỗi Đặng Mai Hương, là cái này thì thầy sẽ trả lời em sau, tại vì là thầy chưa nghe cái này bao giờ, thầy sẽ tìm hiểu cái này. Những công nghệ giáo dục thì thầy hơi lạ. Tự động hóa đại học bách khoa Đà Nẵng thì rất là tốt với những cái bạn mà ở khối ngành miền Trung, ngại ra Hà Nội học hoặc là ngại ra thành phố Hồ Chí Minh học, thì đại học bách khoa Đà Nẵng là một trong số những đại học đầu ngành ở miền Trung, rất là tốt, các em có thể học trường đó. Đinh Quang Anh, làm thợ hồ hay xe ôm? Làm xe ôm hot hơn em nhé. Grab thì như thầy đã nói chuyện với các anh, chạy Grab ở Hà Nội thì nếu mà chạy chăm chỉ cả ngày, mỗi ngày làm 10 tiếng thì thu nhập mỗi tháng được 15 triệu. Nhưng mà vấn đề là sẽ bị chịu một số cái bệnh, ví dụ bệnh đau lưng này, bệnh hít khói bụi này. Đấy, được chưa? Bạn Thanh Diệu, kinh tế quốc tế thì cứ nêu thôi. À đâu, kinh tế quốc tế là ngoại thương đầu tiên xong rồi đến nêu. Kế toán công hay kế toán doanh nghiệp?
Thầy nghĩ rằng là nếu mà bạn Phạm Hát Trang nhé, bạn Phạm Hát Trang nghe thầy nói này, kế toán công thì là phải làm trong cơ quan đơn vị hành chính nhà nước, thì nếu mà em mà có mối quan hệ kiểu cô chú bác em mà làm chức to vọng trọng ấy thì em có thể học cái ngành này. Còn kế toán doanh nghiệp thì là rất nhiều doanh nghiệp mở ra và phá sản ở cái đất nước chúng ta hàng ngày, thì như vậy thì là cái cơ hội việc làm của em sẽ nhiều hơn. Thế nên là nếu mà cho thầy chọn thì thầy vẫn thích ở kế toán doanh nghiệp hơn. Còn nếu em muốn công việc ổn định thì em nên chọn kế toán công. Thầy thế nào về ngành kế toán? Ngành kế toán thì thầy cũng không tìm hiểu nhiều, nhưng thầy thấy rằng có khá nhiều đứa bạn của thầy học ngành kế toán là ra thất nghiệp. Học ngành công nghệ thông tin thì ưu tiên trường nào? Tạ Đức Tiến, ưu tiên Bách Khoa em ạ. Bách Khoa nguyện vọng đầu tiên cho thầy. Công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm thì trường nào ổn? Công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm thì trường thầy nghĩ là trường Đại học Công nghệ sẽ xếp đầu tiên với cái sự lựa chọn của thầy Hồng Ngược nhé. Đại học Công nghệ thì sẽ chọn đầu tiên này, sau đó rồi là đến đại học Công nghệ trực thuộc Đại học Quốc gia đấy, sau đó là đến Đại học Bách Khoa, hai cái đấy nó xem nhau. Nhưng mà thầy nghĩ rằng là Công nghệ trực thuộc Đại học Quốc gia nó sẽ đi sâu về cái phần công nghệ sinh học và công nghệ thực phẩm hơn, rồi đến Bách Khoa, rồi cuối cùng thì nếu mà không còn gì để chọn ấy thì phải vào Học viện Nông nghiệp thôi. Logistics rất tốt em, Logistics là quản lý cung ứng chuỗi rất tốt, nó là một trong số những ngành hot của năm nay. Bởi vì nó mới mở. Thế Logistics và quản lý chuỗi cung ứng của ngoại thương đấy điểm. Thầy nghĩ là nó mới mở thôi thì chắc là điểm nó cũng sàn sàn, nó cứ em cứ 8/24 chắc chắn đỗ. Thì khoa dược trường y dược Thành phố Hồ Chí Minh. Khoa dược trường y dược thì thầy cũng không hiểu là ngành gì, bởi vì nó là dược rồi em. Dược thì lại có ngành á? Dần bây giờ thì mới biết. À anh Phương Mai, Đại học Thăng Long ok, Đại học Thăng Long thì học phí hơi cao thôi và chủ yếu chơi là chính. Kinh tế quốc tế thầy vừa nói là đây, thanh dịu kinh tế quốc tế thì cứ ngoại thương đầu tiên xong đến kinh tế quốc dân. Wow, hôm nay nhiều bạn theo dõi thế. Các em share lại về tường giúp thầy nhá. Chào Phạm Ngọc Anh, Nguyễn Hồng, quản trị nhân sự. Quản trị nhân sự thì giống như kiểu là làm quản trị nhân lực rồi. Quản trị nhân sự là quản trị nhân lực. Quản trị nhân lực là lúc đấy là em đi quản lý về mặt con người. Có nghĩa là em cần phải xem rằng là ở bên trong em hay là ở tố chất của em có khả năng giao tiếp với mọi người không? Em có khả năng quản lý, và như vậy thì mình nghĩ rằng quản trị nhân lực thì nó sẽ phù hợp với những bạn đang làm lớp trưởng hoặc làm bí thư. Bởi vì nó có tố chất. Thầy ơi, ví dụ bây giờ viết hồ sơ thì em chọn khối A0. Thì khi thay đổi nguyện vọng thì thay đổi được khối khác. Thì người ta có cấm là khối nào đâu em nhỉ? Bởi vì là em thi thì em thi ví dụ khối A0 thì toán lý hóa thì chắc là em chọn môn khoa học mà khoa học tự nhiên rồi, thì em vẫn còn có thể chọn được là các ban như sau này. Nếu em chọn A0 thì em vẫn có thể chọn được là A1, em vẫn có thể chọn được D7, em vẫn có thể chọn được B, được chưa? Minh Anh, kinh tế đối ngoại, quản trị kinh doanh. Kinh tế đối ngoại thì ngoại thương là một trong những khoa hot nhất của ngoại thương. Thầy nhớ rằng với cái điểm thi của thầy hồi năm 2010 là thầy vừa đủ điểm để đỗ kinh tế đối ngoại của ngoại thương. Quản trị kinh doanh thì nó khá ổn rồi. Nhóm ngành kỹ thuật nên đăng ký trường nào? Nhóm ngành kỹ thuật thì ưu tiên đầu tiên là Bách Khoa, thứ nhì là công nghệ, Đại học Công nghệ trực thuộc Đại học Quốc gia, thứ ba là Đại học Công nghiệp. Nguyễn Hải Long, khó lắm, chính xác. Vũ Hoàng Nga, marketing và quản trị nhân lực thì học những trường nào? Thì vừa nói rồi, ưu tiên đầu tiên là ngoại thương, nhì đến kinh tế thì cứ ưu tiên đầu tiên là ngoại thương, nhì đến kinh tế quốc dân, ba đến thương mại cho thầy. Kế toán công hay kế toán công nghiệp thì bạn Phạm Hát Trang thầy vừa nói rồi. Kỹ thuật nên đăng ký trường nào? Thầy cũng vừa nói rồi. Ok, vừa nãy chạy ạ. Công nghệ thông tin thêm nguyện vọng. Em ơi, có nghĩa là Khoa Nguyễn ơi, có nghĩa là sau khi mà em thi xong em biết điểm em có thể thêm hoặc rút bớt nguyện vọng của em đi. Công nghệ thông tin thì như thầy đã nói, nhờ cứ Bách Khoa đầu tiên, Auto Bách Khoa, xong rồi đến Đại học Công nghệ, xong đến Học viện Bưu chính Viễn thông. Được chưa? Xong rồi đến Đại học Công nghiệp. Còn ngành gì vừa nhàn vừa dễ kiếm việc lương lại cao không thầy? Nguyễn Hải Long, em chỉ có việc là đứng ở bên ngoài đường thôi em. Cái đấy là vừa nhàn vừa kiếm lương cao. Thầy nghĩ là kế toán doanh nghiệp Phạm Hát Trang nhá. Thầy thấy rằng là ngoại thương thì học năng động hơn. Em muốn học ngành điện mà sợ không vào nổi Bách Khoa thì em có thể vào Đại học Công nghệ và Đại học Công nghiệp nhá, Hàn Tử nhá. Nếu đi Bách Khoa thì nên đi ngành nào? Ui em ơi, em phải chọn ngành trước. Thầy nghĩ là Bách Khoa nó vẫn là ước mơ của thầy ngày xưa, đó là khoa chế tạo máy. Nhưng bây giờ thì mình nghĩ rằng là cái ngành mà công nghệ thông tin với lại ngành điện tử viễn thông với lại ngành logistics nó sẽ hot hơn ở Bách Khoa năm nay. Quản trị khách sạn thì học trường nào nghiêng về khách sạn nhiều như thầy đã nói thì ngoại thương, kinh tế quốc dân, thương mại, marketing và quản trị nhân lực thì thầy nói rồi, kinh tế thì vừa nói rồi nhá. Nhà mình đang tuyển Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông ổn em ạ, trường đấy khá ổn, được nhá Đào Ngọc Hùng, trường đấy xếp top 3 đấy. Đúng rồi, em học công nghiệp, chính xác Minh Tú Phạm.
Y Thái Nguyên tạm được. Y Thái Nguyên thì xếp sau Y Hà Nội, xếp sau Y Thái Bình. Ba thì Thái Nguyên. Công nghệ thông tin thì vừa nói rồi, công nghệ thông tin là nhóm ngành khá hot, thì các em có thể đăng ký. Đầu tiên của công nghệ thông tin là Bách Khoa, thứ nhì là Đại học Công nghệ, thứ ba là Đại học Công nghiệp. Thầy vừa nói, thầy vừa trả lời cho cả Hương Phạm. Hương Phạm ơi, em là con gái không nên học công nghệ thông tin, khá vất vả. Phạm Bát Trang ơi, kế toán doanh nghiệp thì nghĩ, đây là với ý kiến chủ quan của thầy là thầy sẽ chọn kế toán doanh nghiệp, bởi vì doanh nghiệp có khá là nhiều. Thầy thích phiêu lưu mà mạo hiểm. Kiểm toán, kiểm toán thì ổn nhất là kinh tế quốc dân. Riêng về kiểm toán thì lại ổn nhất là kinh tế quốc dân, bởi ngoại thương thì nó không kiểu là chuyên ngành về kiểm toán cho lắm các em ạ. Nhá. Wow. Tiếp tục nào. Tiếp tục chiến đấu cùng các em. FPT cũng được nhưng học phí hơi cao và hơi xa trung tâm. Cao Tùng ạ. Các chương trình đào tạo mới của Neo học bằng tiếng Anh. Em nên học những cái chương trình đào tạo mới bằng tiếng Anh. Tại sao? Thứ nhất học phí đắt hơn. Thứ hai, học phí đắt hơn nhưng mà giáo viên dạy chất lượng hơn. Thứ hai là điểm đầu vào sẽ thấp hơn. Bởi vì ai mà chả sợ tiếng Anh, đúng không? Nên là các bạn mà ban A ấy, mà đã xác định ban A cứ đăng ký cho thầy kiểu học song ngữ, học tiếng Anh ấy, như vậy là tốt. Đấy là chương trình tiên tiến. Kinh tế đối ngoại với kinh tế thương mại thì nghĩ rằng là kinh tế thương mại, bởi vì nó phủ hơn cả, nó bao gồm kinh tế đối ngoại. FPT tạm được nhưng học phí hơi cao, Cao Tùng nhá. Y điều dưỡng quá tốt, ăn đi đặng. Y điều dưỡng em có thể xuất khẩu sang Nhật. Kế toán công hay kế toán doanh nghiệp? Ôi thầy nói rồi, thầy ưu tiên kế toán doanh nghiệp hơn. Y điều dưỡng à? Y điều dưỡng thì chắc là vẫn cứ đầu tiên là Y Hà Nội, nhì đến Y Thái Bình, đã tỏ thứ tự rồi mà. Ba Y Thái Nguyên em nhá. Bốn em có thể chọn là Y Nam Định nhưng thầy không thích Y Nam Định cho lắm. Học Đại học Hà Nội học có ổn không? Được em ạ. Học Đại học Hà Nội khá là ổn, bởi vì nó là học đại học ngoại ngữ trực thuộc Đại học Quốc gia thì nó là hơi về hàm thụ chút, nhưng Đại học Hà Nội thì nghiêng về mối quan hệ nhiều hơn. Em sẽ được tương tác với các bạn nhiều hơn và em sẽ có cái hiểu về xã hội nhiều hơn. Phương Pi marketing thì nói rồi. Phương Pi ơi, marketing đầu tiên là nêu à, đầu tiên là ngoại thương, nhì đến kinh tế quốc dân, ba đến thương mại. Chương trình đào tạo mới học bằng tiếng Anh tốt, được, em nên đăng ký trường đấy. Công nghệ thông tin về lập trình thì nên Bách Khoa đầu tiên nhá. Cho em hỏi mấy trường dân lập cũng có ngành y đa khoa nhưng lấy điểm thấp, chắc chắn khó xin việc em ạ. Chắc chắn khó xin việc, em nên học trường công. Thứ nhất là học phí ngành y khá đắt nên học trường công thì nó sẽ học phí sẽ giảm đi cho em rất nhiều. Logistics thì Bách Khoa, nhưng nếu mà không được thì em để chọn trường dưới Bách Khoa như Đại học Công nghệ này, Đại học Công nghiệp cũng có nhá. Tự động hóa của Đại học Công nghiệp tốt, được. Em muốn học ngành điện mà sợ không vào nổi Bách Khoa thì nên Đại học Công nghiệp và Đại học Công nghệ. Đào Hà Nội ổn, học kế toán doanh nghiệp hơn. Lý Hữu Thắng nha. Marketing và quản trị nhân lực thì có ngoại thương này, kinh tế quốc dân này, thương mại này. Y điều dưỡng này trả lời rồi. Kế toán công hay kế toán doanh nghiệp tốt hơn, rồi thầy nói rồi. Đại học Công nghiệp Hà Nội ngành kỹ thuật ô tô, được em ạ. Được Vũ Minh Chiến. Đại học Công nghiệp Hà Nội ngành kỹ thuật ô tô khá được, khá ổn. Nhưng mà khi mà học Đại học Công nghiệp em thì chấp nhận một năm đầu tiên em phải sống ở Hà Nam. Công nghệ thực phẩm thì đầu tiên em chọn là Đại học Công nghệ trực thuộc Đại học Quốc gia. Thứ hai là Đại học Bách Khoa nhá. Thứ ba là Học viện Nông nghiệp. Đấy thầy vừa nói, thầy vừa trả lời luôn, trả câu hỏi cho bạn Nguyễn Thị Dương. Vũ Hoàng Nga thì trả lời rồi. FPT được nhưng mà nhiều, hơi bị nhiều học phí. Lập trình thì nên thi Bách Khoa, Cao Tùng nhá. Em chưa biết thích gì, thế thì em phải tìm hiểu bản thân của em. Dược Thành phố Hồ Chí Minh thì thầy không biết rõ cho lắm, bởi vì ở bên trong đó thì không biết, nhưng mà chắc chắn là Dược Thành phố Hồ Chí Minh nó sẽ là đứng nhất của khối ngành ở trong miền Nam rồi. Kỹ thuật hóa học học trường nào? Kỹ thuật hóa học đây, hôm nay là học về kỹ thuật hóa học. Kỹ thuật hóa học thì đầu tiên là Bách Khoa, thứ hai Đại học Công nghệ nha, thứ ba là Đại học Công nghiệp. Đấy, xếp sắp xếp thứ tự như vậy. Tự động hóa của Đại học Công nghiệp ổn, chỉ xếp sau Bách Khoa thôi. Trường quân sự lấy điểm thấp, thầy nhớ trường quân sự mà lấy điểm thấp hình như là học viện gì nhỉ? Học viện gì ở bên Gia Lâm?
Học viện hậu cần. Học viện hậu cần lấy điểm thấp. Học viện hóa cái gì nhỉ? Sĩ quan phòng hóa cũng lấy điểm thấp. Nếu thích tính toán và năng động thì nên học kinh tế. Tự động hóa của Đại học Công nghiệp ổn. Công nghệ không thông tin cho học sinh trung bình thì vào Đại học Công nghiệp. Ngành công nghệ thông tin thì nói rồi nhá, ánh sáng tri thức. Em tua lại chút. Đại học mở, học kế toán, thầy cũng kiểu cũng không có cảm tình lắm với đại học mở. Thương mại với ngoại thương khác nhau như thế nào? Ngoại thương thì là kinh doanh với lại nước ngoài, còn thương mại thì là chung. Ngoài y Hà Nội, Huế, Thành phố Hồ Chí Minh thì em Hà Bảo ơi, thì em còn có thể là có y Thái Bình nhá. Y Thái Bình cũng được mà y Đà Nẵng cũng được. Trường Kỹ thuật dân với trường kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, trường nào kinh tế tốt hơn? Cái này hơi khó nhỉ. Thầy thích kinh tế quốc dân. Công nghệ thực phẩm Trang Thu Nguyễn thì thầy nói rồi. Đại học công nghệ trực thuộc Đại học Quốc gia này, Đại học Bách Khoa. 20 điểm đến 24 điểm y đa khoa. Thế thì y Thái Bình lên A nhé. Y Thái Bình, y Thái Nguyên, y Hải Phòng. Trương Minh Anh học lực bình thường là khá. Mấy môn xã hội thì vớt mới được khá. Thế thì em hỏi về ngành kinh tế đúng không? Thế thì thương mại nhé. An đi tặng điều dưỡng thi trường ok nhất điều dưỡng thì là Đại học Y Hà Nội. Nguyễn Hồng quản trị nhân lực ổn em ạ. Công nghệ thông tin thì học thầy nói rồi, Bách Khoa, Đại học Công nghệ trực thuộc Đại học Bách, trực thuộc Đại học Quốc gia và Đại học Công nghiệp. Đại học Công nghiệp Kỹ thuật khối A0 thì sao? Ngành kỹ thuật ô tô tốt được. Đại học Công nghiệp Kỹ thuật, ngành kỹ thuật ô tô khả năng cao sắp tới sẽ cực kỳ hot. Ngành quản trị kinh doanh học đại học mở, thầy không thích đại học mở cho lắm. Tại vì nó là trường gì nhỉ? Nó là trường tư nhân. Trường Thăng Long học ngành ngôn ngữ Hàn, thầy không biết về trường Thăng Long cho lắm Phương Loan ạ. Nhưng mà học phí khá là chát đấy. Khoảng 21 điểm thì vô trường kinh tế nào? Thì thương mại, học viện tài chính em nhá. Nếu điểm chuẩn 20, thầy nói rồi. Thùy Thu công nghệ thực phẩm tầm trung bình khá thì nên học trường nào? Công nghệ thực phẩm mà tầm trung bình khá thì em cứ đăng ký cho thầy Đại học Công nghệ trực thuộc Đại học Quốc gia với lại học viện nông nghiệp là được. Học ngành logistics và quản lý chuỗi cung ứng chương trình chất lượng cao có nên, cực kỳ nên, thống phá cha, thống lý phá cha, cực kỳ nên. Logistics Đại học Kinh tế Quốc dân quá tốt, được. Được Phan Hoài Nam nhá. Công nghệ thông tin học ở nêu có ổn không? Ổn em ạ. Công nghệ thông tin thì như thầy đã nói trước thì nó là các ngành kinh tế. Nêu thì là ngành kinh tế. Ngành kinh tế thì nó không chuyên sâu về công nghệ thông tin. Đại học Thăng Long thầy nghĩ rằng là học phí khá cao nên thầy không thích. Thi sư phạm ok, chúc em thành cô giáo khá tốt. Về làm kinh tế ok, thầy nói rồi Hà Thu Vũ nhá. Tự động hóa thầy nói rồi ở bên trên. Ngoài thầy nói rồi, kế toán mở để tên thầy lướt xuống bên dưới cho các bạn xem nào. Bây giờ thầy xin phép là thầy trả lời các câu cho nhiều bạn rồi, đến bây giờ thầy sẽ đi trả lời tiếp cho các bạn. Trần Huế, em thích học kế toán ở trường Học viện Tài chính. Vậy em có nên đăng ký thêm ngành đó ở trường khác? Nên em ạ. Nên. Tại vì nếu mà bằng ngoại thương thì dĩ nhiên vẫn thích học viện tài chính cho em. Đúng không? Thì em nên. Logistics thì có kinh tế quốc dân là có. Kinh tế quốc dân với lại đại học thương mại. Marketing thì cũng như vậy. Nhưng mà marketing thì nghĩ rằng là nên học đại học ngoại thương. Đại học ngoại thương sẽ đào tạo marketing tốt hơn. Công nghệ sinh học, Vũ Trần Lan Anh ơi. Công nghệ sinh học thì thầy có là trường Đại học Bách Khoa, Đại học Công nghệ trực thuộc Đại học Quốc gia và Đại học Học viện Nông nghiệp. Tự động hóa của Đại học Công nghiệp, Đại học, thầy không hiểu em đang hỏi tự động hóa của Đại học Công nghiệp nào. Thầy lướt xuống một chút để cho các bạn. Thầy vừa trả lời cho các bạn rồi. Có nên học quản trị kinh doanh Vũ Tiến nhá. Vấn đề là tùy là vào em thôi. Tùy vào các em chọn như nào. Y Thái Nguyên được không? Y quay Thái Nguyên cũng tạm được. Ngành hóa học. Ngành hóa học ở đây là làm về kỹ sư hóa học em nhé. Kỹ sư hóa học là ở trong các nhà máy công nghiệp. Được chưa? Sản xuất
chuỗi đồ ăn cho cung ứng. Đại học Hà Nội ổn. Lê Đức Hạnh, em nào học sư phạm toán mà muốn học thêm sư phạm hóa được em ạ, không có vấn đề gì cả, học được hết. À, thầy nghĩ sao? Thầy vừa nghĩ rồi. Đại học Y học Phạm Ngọc Thạch ổn, không gật nhá. Đại học mở học kế toán ổn, thầy nghĩ là không ổn. Y Dược Hải Phòng có ổn nhưng mà chắc là nó xếp sau Đại học Y Thái Bình, em nên chọn Đại học Y Thái Bình hơn. Y đa khoa và kinh tế thì cái này là tùy em, thì em thích làm bác sĩ hay em thích làm kế toán. Kỹ thuật dệt thì cũng được, bởi vì nước chúng ta rằng là bạn, thầy trả lời bạn Tú Đặng, kỹ thuật dệt cũng được, tại vì thầy biết là nước ta thì lại chủ yếu là ngành dệt may, công nghiệp dệt may khá là nhiều, chính vì vậy nên là kỹ thuật dược thì các em cũng nên suy nghĩ, khá là ổn đấy. Trịnh Nhã Hân, quản trị du lịch, dịch vụ du lịch và lữ hành thì khoa học xã hội nhân văn, đào thương mại, đào văn hóa nên sắp xếp thứ tự nào? Thì em nên sắp xếp là đầu tiên là khoa học xã hội và nhân văn, thứ nhì nên là học thương mại, thứ ba là học văn hóa nhá. Trịnh Nhã Lân Hân, sư phạm hóa quá ổn biểu khôi ạ, đây sản sinh ra những người như thầy. Y Thái Nguyên, Y Tây Nguyên hơn hay Y Thái Bình? Y Thái Bình ổn hơn Hà Bảo nhá. Thi quản lý kinh doanh thì thi khối gì? Em nên thi khối A, khối D đều được. Công nghệ viễn thông thì có Bách Khoa, Học viện Bưu chính Viễn thông, Đại học Công nghệ, Trường tổ Đại học Quốc gia và Đại học Công nghiệp. Chào Trịnh Thị Thu Hà. Đại học Công nghiệp bên kỹ thuật ô tô quá được Vũ Minh Chiến nha. À. Công nghệ thông tin của Bách Khoa thì dĩ nhiên là cực kỳ hot rồi. Thầy có rất nhiều bạn của thầy học ở công nghệ thông tin trường Đại học Bách Khoa. Và thầy cũng quen rất nhiều anh. Có bây giờ thì là cũng có đi du học ở bên Nhật Bản rồi. Khá là ổn hiện ạ. Nhưng mà điểm hơi cao. Quản trị khách sạn Mông Lung. Con trai quá tốt. Lê Quang Trung nhá. Ôi nhiều bạn hỏi quá. Các ơi, bây giờ xem nào. Khá là muộn rồi. Thầy thì lại hơi bị đau họng. Thầy còn những bạn, các em cứ comment vào trong video này nhá. Có gì sáng mai thầy sẽ rep comment của từng bạn. Có lẽ đến giờ thì các em cứ cứ comment ở đây xong rồi thầy sẽ trả lời hết những cái câu hỏi của các bạn ở dưới nhá, ở phần comment. Được không? Bởi vì thầy khá là rát họng. Có lẽ tối nay thầy chào tạm biệt các em tại đây. Và thầy cũng muốn nói với các em một chút rằng là hiện tại thầy đang có cái khóa gọi là khóa luyện đề. Sắp tới thì khai giảng ở cơ sở 66 Trần Đại Nghĩa vào lúc 5:30. Những bạn nào muốn tham gia để cho điểm đẩy cao lên, điểm đẩy cao hơn. Bởi vì như các em biết rằng là bây giờ thì các em là chọn ngành chọn nghề rồi, nhưng nhiệm vụ nhất cấp thiết nhất bây giờ của em phải là đạt điểm cao hết mức có thể. Thì bây giờ thì thầy đã có cái lớp luyện đề và cũng có một quyển sách mới ra của thầy để chuyên luyện đề cho các em. Thì các em có thể là đăng ký mua này, các em có thể tới lớp offline để học, mà những bạn nào mà ở xa thì em có thể đăng ký học khóa livestream thầy, là khóa luyện đề của thầy cực kỳ chất để đạt điểm cao hết mức có thể. Có lẽ bây giờ thì thầy xin tạm ngừng cái buổi livestream tại đây. Thì những cái bạn mà thầy mà chưa trả lời được hết thì thầy xin phép sẽ trả lời các em ở trong phần comment nhá. Ok, bye bye, chào đến với cả nhà. Hẹn gặp lại, nhớ tối thứ hai của thầy là hàng tuần chúng ta sẽ có một cái buổi thi thử vào lúc 8:30 trong nhóm nhá. Bye bye, chào tạm biệt cả nhà.